Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào, và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói, cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị, nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên môi miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau, cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô, lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé
cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không bấu sót gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý, một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, có người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Có người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.